Khoai lang là loại cây nông nghiệp thân thảo dạng dây leo, có các lá mọc so le hình tim hoặc xẻ thủy chân vịt. Các hoa có tràng hợp và kích thước trung bình. Rễ củ ăn được có hình dáng thuôn dài và thon. Lớp vỏ nhẵn nhụi có màu từ đỏ, tím, nâu hay trắng. Các rễ củ này chứa nhiều tinh bột, có vị ngọt, là một nguồn cung cấp tinh bột quan trọng được sử dụng trong vai trò của cả rau, lá non, lẫn lương thực, phần củ. Lớp cùi thịt củ khoai lang có màu từ trắng, vàng, cam hay tím. Cùng với tinh bột, củ khoai lang cũng chứa nhiều xơ tiêu hóa, vitamin A, vitamin C và vitamin B6. Tất cả các giống khoai lang đều cho củ có vị ngọt, dù nhiều hay ít. Các giống khoai lang có lớp thịt màu vàng cam, sẫm, chứa nhiều vitamin A hơn các giống có thịt màu nhạt. Một số người Mỹ như Oprah Winfrey cổ vũ cho việc ăn nhiều khoai lang vì lý do sức khỏe, cũng như vì tầm quan trọng của nó trong ẩm thực truyền thống của người miền Nam Hoa Kỳ, nơi rất ưa chuộng những món ăn từ khoai lang như khoai lang tẩm đường, bánh nướng khoai lang hoặc khoai lang nướng. Mỹ Nhật xin chào quý vị khán giả đang đến với không gian ẩm thực của Vui Sống Mỗi Ngày, nơi luôn mang đến cho quý vị những món ăn thật là ngon, bổ dưỡng và rất dễ làm nữa. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ một món tráng miệng đến từ một loại củ rất quen thuộc, đó chính là củ khoai lang tím. Và người sẽ cùng mang đến món ăn này đó chính là đầu bếp Trương Đạt. Xin chào anh. Xin chào quý vị khán giả, chào Mỹ Nhật. Đối với người Việt Nam thì khoai lang rất dễ tìm và là một món khoái khẩu. Hôm nay thì chúng ta sẽ thử nghiệm khoai lang với những công thức khác biệt một xíu và dùng một số những cái nguyên liệu để làm không phải thuần túy Việt Nam. Nhật nghe thấy hơi tò mò một tí xíu, tại vì đối với Nhật thì khoai lang ngoài cái việc mà dùng để nấu lên ăn chơi á, thì nó chỉ có thỉnh thoảng nấu chè thôi, chứ Nhật chưa có thể nghĩ ra được món nào tráng miệng với khoai lang mà còn khoai lang tím nữa. Mình sẽ làm một món rất là đơn giản là khoai lang xào với gừng. Món này thì không xa lạ lắm. Một món khác là món bánh phô mai mà làm với khoai lang tím. Hy vọng là mọi người sẽ thích vì nó khá là lạ miệng và cũng dễ ăn nữa. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm món bánh phô mai khoai lang trước. Trước tiên thì mình sẽ xem qua nguyên liệu ha. Mình sẽ cần khoai lang tím luộc đương nhiên, cream cheese, đường, whipping cream, mứt, gừng, nước cốt dừa, một ít dừa bào sấy khô, bột sắn dây. Rồi bây giờ mình bắt đầu với cái món phô mai khoai lang trước đi ha. Rồi bây giờ Mỹ Nhật giúp anh lột vỏ và sắt nhuyễn ra. Càng nhuyễn càng tốt thì mình sẽ xay lên. Phô mai thì anh chỉ sắt ra cho nó dễ xay thôi. Khoai lang sau khi luộc để nguội thì chúng ta sẽ sắt nhỏ nó ra như vậy để xay cho dễ. Để làm bánh phô mai mình sẽ dùng khoảng 150g khoai luộc. Gọt thêm dùm anh để làm món sau luôn. Đang tiện. Nếu mà mình không dùng khoai lang tím thì những cái loại màu khác có được không anh? Tất nhiên là được rồi, khoai lang thì mình tùy cái khẩu vị mình thích khoai lang nào thì mình có thể làm. Nhưng mà khoai lang tím thì thứ nhất nó đẹp hơn. Thứ hai là cái vị của nó sẽ rất là hợp với phô mai. Và khi mình làm cái món này thì ăn nó rất là dễ chịu, nó nhẹ nhàng. Bây giờ Mỹ Nhật giúp anh xay 150g khoai lang này với 100g cream cheese. Khoảng 50g đường cát và khoảng chừng một chén whipping cream. Bây giờ Nhật sẽ mang khoai lang tím đã sắc nhuyễn nè, cùng với đường, cùng với whipping cream và cùng với cái cheese này. Đúng đi rồi. Xay lên chung với nhau. Thấy là nó đã vừa nhuyễn và vừa đặc như là anh Trương chỉ với em lúc đầu rồi đó. Rồi bây giờ mình sẽ cho ra cái ly. Anh xem đạt yêu cầu chưa? Rồi, đạt yêu cầu. Cái màu nó rất đẹp anh Trương ha. Đúng rồi, màu khoai lang tím và cái whipping cream nó làm cho nó màu nó nhẹ xuống một chút. Dạ. Từ trẻ con hay là những người mà không có phải là chuyên nấu ăn thì cũng có thể nấu được rất là dễ dàng. Thực ra thì cái món này là một cái sự kết hợp giữa cái bánh cheesecake. Nguyên liệu để mình làm thì người ta cũng thay đổi để tạo ra cái hương vị khác nhau. Nếu nhiều nơi làm nhiều cái hương vị khác nhau thì tại sao
người Việt Nam không có thể thử với khoai lang, là một cái nguyên liệu rất là dễ tìm và cũng khá là truyền thống. Mỹ Nhật để ý thấy mình xay rất là đạt tiêu chuẩn, tức là khi lấy ra thì nó cứng, mình sẽ cho nó đều ra và mình sẽ cho mứt dâu tằm lên trên. Rồi bây giờ thì mình chỉ cần cất trong tủ lạnh và khi nào nó thật lạnh thì mình sẽ ăn được. Dạ, là không cần ngăn đông đúng không anh? Ngăn lạnh thôi đúng không? Đúng rồi. Trong khi đó thì anh sẽ cắt cái gừng này ra và băm nhuyễn để làm món tiếp theo. Bây giờ em gọt tiếp khoai lang giùm anh được không? Dạ được. Và sắt ra thành hạt lựu thôi. Dạ. Cái này gọi là khoai lang xào gừng. Đúng rồi. Gừng của anh thì anh băm xong rồi, anh để qua một bên. Dạ, khoai lang của Nhật cũng sắc xong rồi đó anh. Rồi vậy thì anh sẽ làm cái nước cốt dừa trước ha. Dạ. Anh sẽ cho khoảng nửa lạng đường. Mình cho nước cốt dừa vô để mình đun sôi lên. Bao nhiêu nước cốt dừa anh? Khoảng chừng một chén nước cốt dừa là được rồi, là dạ, đủ cho lượng khoai mình có. Dạ. Và mình cũng cho một chút xíu muối vào. Dạ. Trong khi mình đợi nước cốt dừa sôi lên thì mình dùng một ít bột sắn dây, một ít thôi, khoảng chừng một muỗng cà phê, mình hòa với nước lọc. Bột sắn dây nó có công dụng gì cho cái nước cốt dừa này anh? Nó sẽ giúp cho cái nước cốt dừa nó sệt lại. Chứ không phải chỉ có bột năng mới làm được việc đó hả? Bột sắn dây thì nó làm cho nước cốt dừa nó mịn hơn, nó đặc lại nhưng mà nó không có sệt quá. Dạ. Nó vừa phải. Dạ. Và lẽ dĩ nhiên thì bột sắn dây sẽ tốt hơn bột năng. Dạ. Nhật thấy đúng như anh Trương nói, cái màu của nó trong hơn, sóng sánh hơn. Và bây giờ khi nó sôi trở lại là đã được rồi. Dạ. Mình sẽ xào khoai lang. Dạ. Vì mình sẽ làm một cái caramel, mình đợi cho cái chảo nó nóng lên thì đường nó sẽ chảy vàng ra và mình cho gừng vào. Dạ. Khi mình thấy cái màu vàng của caramel nó đã đậm chuyển sang màu nâu thì mình cho khoai lang vào. Nhìn cái màu đẹp và thơm quá. Cái màu khoai lang á, thì thường là sau khi mình đảo lại, bởi cái này nó cũng sẽ không bị chuyển màu giống như là bánh phô mai khi nãy. Và mình cũng không làm quá nhiều vì khoai lang nó cũng dễ bị nát ra. Thực ra thì chỉ cần sao cho cái lớp caramel này nó áo qua cái miếng khoai là được rồi. Cũng trong cái thời gian đó thì cái gừng nó cũng sẽ quện với cái đường nhiều hơn và nó cháy xém. Thế này là được rồi, mình tắt bếp và bỏ ra đĩa. Nhật chọn đĩa này được không anh? Rồi, cái này là được rồi, mình sẽ bỏ khoai lên. Món này ăn nóng cũng được và ăn lạnh cũng được luôn. Sau khi cho khoai ra đĩa thì mình sẽ cho cái dừa khô lên trên. Sẽ cho nước cốt dừa lên. Và sau cùng mình sẽ tiếp tục cho dừa lên trên. Bây giờ thì Nhật đang rất là nóng lòng muốn thử hai cái sản phẩm mà mình vừa biến tấu từ khoai lang, đặc biệt là với công thức tự sáng chế của anh Trương Đặng. Đây cho anh một cái muỗng. Cảm ơn. Mình sẽ thử nha. Mới để tủ lạnh tí xíu mà nó đã cứng lại rồi nè anh. Giống như kem vậy đó. Mùi rất là thơm. Thường là thơm từ cái mùi mứt. Dạ. Còn bánh phô mai thì khi nào mình ăn vô trong miệng thì mình mới thấy cái vị của nó. Rất là thú vị anh Trương ơi. Nhật đảm bảo là với cái món này á, mình có thể làm vào một cái ly nhỏ hơn tí xíu và mình để làm món khai vị hay là chắc miệng cho một bữa tiệc nào đó thì chắc chắn khách sẽ không bao giờ nhận ra đây là cái món được làm từ nguyên liệu gì. Người ta sẽ bất ngờ khi biết rằng nó là khoai lang tím được xay ra. Bây giờ sẽ là cái món khoai lang xào gừng. Dạ. Một cái lớp gừng áo bên ngoài nó tạo ra một cái mùi thơm và có cái độ cay thanh nhẹ của gừng.
xung quanh cái độ béo bùi của khoai lang cùng với một chút nước cốt dừa và cái dừa khô mà anh rải lên trên á, nó tạo ra một cái vị giòn giòn, nó cảm giác rất là vui miệng. Và Nhật nghĩ rằng cả hai món này thì không chỉ hợp cho việc mình ăn khoai lang để làm đẹp da cho chị em phụ nữ mà còn là một cái món để dụ các trẻ rất là tốt. Cảm ơn anh Trương rất là nhiều và xin chúc cho anh có thật nhiều sức khỏe trong cuộc sống. Và thưa quý vị khán giả, chúng ta cũng thấy được là với những cái nguyên liệu vô cùng quen thuộc thôi, nhưng với một chút sáng tạo và sự biến tấu của chúng ta sẽ mang đến cái linh hồn cho món ăn đó, cụ thể là món khoai lang này. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình ngày hôm nay. Còn bây giờ thì Mỹ Nhật và đầu bếp Trương Đặng xin chào và hẹn gặp lại.